cùng với việc chuẩn bị quan trọng cho giải là hệ thống 8 sân thi đấu đạt chuẩn quốc tế. Mẫu cúp, áo thi đấu của vận động viên cũng đã được ban tổ chức chọn lựa kỹ lưỡng với mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất. Đội ngũ trọng tài tham gia đều có kinh nghiệm dày dặn trong điều hành thi đấu bộ môn pickleball. Theo các chuyên gia thể thao, giải quốc tế pickleball cộng đồng Cup VTV8 La Quinara 2024 đã đáp ứng đầy đủ các yếu tố kỹ thuật để tạo nên những trận đấu gay cấn hấp dẫn. Tôi đánh giá rất là cao cái tinh thần chủ động và tiếp nhận và đón nhận cái môn pickleball này của VV8 và những người chơi trên cả nước của chúng ta. Và VV8 đã chủ động để mà tổ chức một cái giải đấu, mời cả vận động viên quốc tế để cùng tham dự cái giải đấu tiền đề này. Thì tôi cho rằng đấy là một cái bước vô cùng quan trọng mà tôi đánh giá rất cao cái sự chủ động của VV8. Giải quốc tế Pickleball cộng đồng Cup VTV8 La Quinara 2024 thu hút hơn 125 vận động viên của các câu lạc bộ trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, Liên đoàn Pickleball Thái Lan đã cử vận động viên tham gia tranh tài ở cả 3 nội dung. Theo lịch thi đấu, những trận vòng bảng của các nội dung đôi nam, nữ, trình 6.5, 7.5 và Open không giới hạn trình điểm sẽ diễn ra trong ngày 14 tháng 6 và sáng ngày 15 tháng 6. Chiều ngày 15 tháng 6 sẽ diễn ra các trận chung kết của 3 nội dung. Các vận động viên tham gia hiện đang háo hức chờ ngày khai mạc giải. Giải sắp tới thì em rất háo hức chờ đợi khai mạc, tại vì bọn em cũng đã tập luyện rất là nhiều để chuẩn bị cho giải lần này. Và mục tiêu của bọn em là cố gắng giành chức vô địch của các nội dung mà bọn em đã đăng ký thi đấu. Tôi rất háo hức về giải này bởi vì đây là giải quốc tế đầu tiên tại miền Trung và có quy mô lớn và có VTV8 đã vào truyền thông và có nhiều nhà tài trợ nữa. Tôi rất vinh dự khi được tham gia. Tất cả anh em đều đang háo hức chờ tới cái giải đó và tối nay sẽ là tất cả những anh em tham gia giải Pickleball Đà Nẵng sẽ có một cái lễ xuất quân. Sẽ hy vọng là đoàn Đà Nẵng sẽ đạt được thành tích cao trong lần này. Bên cạnh cơ sở vật chất kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế, một yếu tố khác quyết định đến chất lượng chuyên môn và sự nổi trội của từng trận đấu là cơ cấu giải thưởng. Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành sẽ trao tổng giá trị tiền thưởng và hiện vật lên đến trên 250 triệu đồng cho vận động viên đạt giải vô địch, hạng nhì và đồng hạng 3 của từng nội dung thi đấu. Với mục tiêu thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng và đưa bộ môn pickleball phát triển chuyên nghiệp hơn, ban tổ chức giải quốc tế pickleball cộng đồng Cup VTV8 La Quinara đang nỗ lực để mang đến cho các vận động viên trong và ngoài nước, người hâm mộ một giải đấu nhiều hấp dẫn, thành công.